Em lâm mẹ chào các bác nhá. Em quay test trả máy cho một bác khách ở bên Thái Bình. Đấy, đã có giao kèo cọc tiền dọn máy cho bác. Đấy, bác đặt tiền từ thứ 6 tuần trước mà đến tuần này mới xong. Thứ hai sao đấy? Thứ hai chủ nhật đấy. Mà lên giờ bọn em dọn mới xong. Nhà em thì khách đặt máy thì dọn không bao giờ vội. Đấy, bao giờ cũng phải chạy test khoảng tầm 4 ngày chạy liên tục. Trong quá trình chạy thì sẽ phát sinh nhiều những cái lỗi nhỏ thì bọn em xử lý dứt điểm luôn. Bởi vì một con máy cũ thì bao giờ cũng vậy, đều phải test dọn thử lên thử xuống, kiểm tra tất cả các chỗ xem nước non có gì không, chạy tất cả chế độ như giặt giặt không, giặt sấy, rồi giặt cả sấy rồi sấy không, test tất cả chế độ làm sao ổn định nhất trong vòng 4 đến 5 ngày. Đấy, test giá chiến luôn, ngày nào cũng đúng quần áo cho kín mít này để test máy, để ổn định máy nhất bắt đầu mới trả cho khách. Đấy, hôm nay mới xong máy, quay máy cho bác buổi chiều tối hay đi lắp cho bác ấy luôn. Bác ở bên Thái Bình. Đấy, vách trước vách sau rồi trên mặt trên dưới chắc chắn là bác sẽ không nhận ra máy đâu. Hôm đầu tiên đến nhà em thì có nói vui với bác ấy là nếu mà mua máy chưa dọn thì phải bản đính lắm thì mới dám đặt cọc tiền, bởi vì trước khi mà chưa dọn ấy thì nó bẩn như này các bác này. Đấy, chưa dọn xong nó bẩn như này. Đấy, khi dọn xong lên thì nó đẹp như này. Thì tất cả vậy thôi, cái máy nào vậy thôi. Khi nó vứt ra ngoài bãi thì nó bị lưu kho rồi, nó bị thất lạc rồi mãi đến bây giờ nó mới về Việt Nam được. Đấy, cái dòng 9001 này thì các bác biết rồi. Nó được mệnh danh là một con trâu. Đấy, trong tất cả các dòng máy tô thì tô Z là được đánh giá là dòng cao cấp nhất. Bởi vì nó bền, thứ nhất là độ bền nó rất là bền. Hai là mặt hiển thị của nó, con này thì có mặt hiển thị nét. Còn từ 9001 trở lên thì nó có, còn từ 9000 trở xuống, 8000 ấy, hơn 8000 ấy thì 8001, 8002 thì nó chỉ nằm màn hình màn thường thôi. Đấy. Nó không được màn hình nét như này. Con này thì chạy sóc điện đôi. Đấy, sấy thì sấy lốc rồi, giặt 9 cân, sấy 6 cân khô. Con này thì đắt 2011. Đấy. Con này so với con Ba La 5006 thì nhiều bác đánh giá thì giặt con 5006 rồi thì khen nức lở con 5006 lên. Bác nào mà giặt con Tô Z từ 9001, 9002, 9005 thì lại khen nức lở con Tô Z lên. Còn nếu như mà đánh giá giữa em là người thợ trực tiếp ra máy vào máy thì giá thành khi nhập vào con Tô Z này và con 5006 thì giá nhập vào thì như nhau. Còn nếu mà nói về để độ giặt khỏe cũng như là chức năng nằm trên công nghệ nó nhá. Mình nói cả về chức năng thôi nhá. Thì con 5006 thì không có ion, bởi vì con này nó có ion nhá. Hốc sấy của nó có ion nhá. Đấy, còn con kia thì nó không có. Con Ba La thì không có. Còn nếu mà nói về sấy thì con Tô này nó sấy khỏe hơn, khô hơn và quần áo không bị ẩm. Đấy, con Ba La bao giờ các bác phải sấy hai lần thì mới khô. Khẳng định luôn, con nào sấy hai lần thì khô. Và con 5006 thì rất hay bị lỗi vặt. Còn dòng Tô thì ít khi vào lỗi vặt lắm. Nếu mà đã không lỗi thì không bao giờ nó bị lỗi luôn. Đấy. Máy thì em đã cẩn thận này. Để em tạm dừng các bác để nhìn luôn. Đây. Nó đang khóa cửa. Đây, nó mở cửa đây. Đây, gioăng chỉ bao giờ cũng xanh ghét đèn đẹp luôn. Đấy. Bao giờ cũng xanh ghét đèn đẹp luôn. Đấy, máy thì bao giờ cũng tuyển chọn những con máy đẹp. Lòng viếc sáng. Đấy, máy thì có xước sắt nhẹ, có lớp nhẹ thì không thể tránh được. Nhưng mà hầu như bọn em sơn xi vào thì nó cũng mất hết vết rồi. Hầu như là không còn vết nữa. Đấy, máy thì cực đẹp luôn. Chứ không bao giờ em khẳng định là máy cũ của em đẹp như mới. Mà bọn em dọn làm sao nó tâm huyết, dọn từ trong ra ngoài và chăm chút cả đến bên ngoài hình thức luôn. Đấy, để khi máy về đến các bác thì nó như một con máy mới luôn. Đấy, chất lượng đồ Nhật thì nó được khẳng định qua nhiều năm tháng rồi. Chắc em cũng không cần phải bàn nữa. Đấy, quay qua máy cho bác ấy. Đấy, cho test lốt nhà sấy nữa là 5 giờ đi lắp luôn cho bác cho xong, cho nó hết việc. Đấy, bác nào cần đặt máy thì alo cho em. Nhà em thì còn hơn chục đầu máy thôi, chủ yếu là máy tô, máy sáp. Đấy, Ba La thì em hết rồi, bởi vì em dị ứng với Ba La á. Đây em còn một con 3006 đấy. Đấy, bác nào lấy thì em để rẻ thôi, 3006 VR đấy, máy mới tinh của khách luôn. Đấy, nhà em thì vẫn đang đầy đủ mặt hàng như là các thứ nhá, có đầy đủ hết, vào lấy gì điện cho em. Đấy, em chào các bác nhá.